Và xưa và anh đúng không? Trước khi mà chúng ta thưởng thức cái tài năng thiên phú và của hai món quà thượng đế thì chắc là hai em sẽ khoe một chút thành tích âm nhạc của mình cho khán giả được biết ha. Rồi chắc là hai em lên chỉ cho khán giả biết cái thành tích âm nhạc của mình ha. Tại vì nghe nói là hai em có rất là nhiều cái phần thưởng. Đây. Mình trong không gian này mình không biết cho nên mình đi theo hai em. Mình có những cái thành tích gì thì em kể cho khán giả biết. Mình sẽ giới thiệu cái thành tích mà trong thời gian mình qua mình đã đạt được về âm nhạc. Ở đầu năm 2014 thì em có tham gia cái cuộc thi ở Hà Nội, cuộc thi toàn quốc. Em nhớ không lầm là lần thứ nhất thì em có tham gia cái cuộc thi đó. Và em cũng có được huy chương bạc. Huy chương bạc toàn quốc lần thứ nhất. Là hai anh em là hai anh em cá nhân là một huy chương bạc. Rồi sau đó thì khoảng năm 2019 thì em có tham gia cuộc thi nói chung là dòng đó là dòng tuyển hay gì đó em cũng nhớ ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là tiếng Hán người khuyết tật lần 2 thì em có tham gia ở đó và em cũng đạt được cái huy chương vàng lần thứ 2 ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tuyển thẳng vào chung kết thì em có ra Hà Nội tham gia cũng cuộc thi đó luôn, nhưng mà ta tuyển phải chừng 9 đội gì đó vào chung kết. Thì em cũng tham gia và em cũng được huy chương bạc tại Hà Nội. Và đó cũng là thành tích của em. Hay quá. Các bạn thấy là từ 2014 phải không? Dạ. 2014 là hai em mới có 11 tuổi thôi. Dạ. Mà đã có cái gặt hái về âm nhạc rồi. Cái tài năng âm nhạc của mình là bắt đầu là mình nói nôm na bắt đầu ra chốn giang hồ, được giang hồ công nhận rồi đấy. Dạ. Đó thì tới ngày 2019 là năm vừa rồi thì mình cũng đã được một cái huy chương vàng, huy chương bạc, mà cái tầm cỡ không phải là ở trong tỉnh mà tầm cỡ toàn quốc đó, dành cho tiếng hát, dành cho những người khuyết tật. Sau khi mà đạt được giải huy chương bạc tại Hà Nội thì em về đây thì được sở lao động đề nghị tỉnh là cấp cho em cái bằng khen. Ở tỉnh của mình á, cấp cho em được cái bằng khen. Dạ. Có nghĩa là do mình có cái sự đóng góp. Dạ đúng rồi. Thật ra là thành tích này không phải dành riêng cho cá nhân của hai tụi em, mà thành tích này cũng là niềm tự hào của tỉnh Kiên Giang về mảng mà chăm sóc những người khuyết tật đó, hai em đã đóng góp đó. Thì cái điều này đã được công nhận của Ủy ban Nhân dân tỉnh và tặng cho hai em bằng khen. Bằng khen thì năm nào em? Dạ năm 2019. 19 năm rồi ha. Năm rồi. Sau khi đạt được thành tích huy chương vàng, huy chương bạc của âm nhạc. Thì Ủy ban Nhân tỉnh đã công nhận được cái thành tích này đã đóng góp vào cái sự của tỉnh nói chung nữa, không phải riêng của cá nhân đó. Rồi chắc là em giới thiệu thêm về một số hình ảnh bé đi, còn nhỏ đi. Nhớ vị trí không? Em giới thiệu với khán giả biết lên bên kia kìa. Cái hình này đó. Chắc cậu lại nói chút xíu về hình này đi cậu cho nó dễ hơn. Cậu lại giới thiệu cái hình này, cái hình này chụp khoảng mấy tuổi? Cái hình này chụp khoảng 12 tuổi, lúc đó là trường sổ đi hát mấy cái điểm hát với nhau á. Lúc đó là hát là coi như là trường Nhân Thọ nó cũng được nhiều người yêu thích, cũng bông lắm. Mà nhiều khi yêu cầu hát hơi 13 bài luôn, lúc đó là mới có 12 tuổi.
Cái nghĩa là nó hai em đi hát ở những tụ điểm âm nhạc, ở Rạch Giá, âm nhạc của Rạch Giá mà. Hay quá, tức là mình bắt đầu mình hoạt động âm nhạc nhỏ nhỏ từ lúc còn cũng nhỏ nhỏ. Rồi bây giờ chúng ta đã biết được cái thành tích âm nhạc đã được công nhận đó trong giới gọi là võ lâm ha. Đã, bây giờ chắc là các em phải giới thiệu giống như là những cái vũ khí của mình. Chúng ta sẽ đi tới cái phần là hai em sẽ biểu lộ gọi là tài năng của mình. Ở trước đó chắc là hai em phải chắc là giới thiệu thêm về những cái vũ khí của mình ha. Đây anh cũng rất là tò mò là cái những cái loại nhạc cụ nào em chơi. Đây mình đang đi tới cái gì đây? Vâng, xin chào tất cả các bạn. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Đây chính là cái đàn guitar thùng mà em thường tập. Cái đàn này nó có mày. Đây chính là cái đàn guitar thùng vậy. Cái đàn này đặc biệt cái là nó có cái đầu để ghim vô ly luôn vậy. Đây chính là cái mô pin nè. Thiệu cái thử nghe. Dạ. Ta còn kêu ổn. Kêu ngon. Kêu ngon. Kêu ngon. Rồi. Gửi gửi em này ở đây đi, chút nữa mời em nó ra ha. Coi dài dài đó. Sorry. Đây cũng là cái ta thường luôn, nhưng mà cây này thì nó dài hơn. Dài cây này hơn. Nó dài hơn. Dạ. Ừ. Cái cây này cũng có mô pin nữa nhưng mà cái phím nó dài hơn. À, có khoảng cách giữa hai cái ngăn đó hả? Dạ. Nó dài hơn. Hay là nhiều phím hơn. Nhiều phím á. Nhiều phím hơn. Nó dài hơn. À, cần dài hơn. Dạ. Còn đây cái là guitar điện. Guitar điện cũng là guitar điện vậy. Cũng là đơn điện cổ luôn. Do đàn cổ. Đàn cổ điện. Dạ. Ồ. Nhưng mà nó có cái volume dặn với cái đồ dập cái phơ vậy đó hả, cái chỉnh tiếng âm à, đổi tiếng với lại nó có cái nhĩ cái cục dạ. Đây cũng là guitar điện luôn nhưng mà cái cây này thì nó cũng là bị hư rồi. Cây này bị hư rồi. Đời thì cái tiếng này nó không thay bằng cái cây này cũng chơi được nhưng mà nó chất lượng nó bị giảm rồi. Dạ. Và đây là guitar thùng 5 dây. Cái guitar 5 dây thì lúc em mới học thôi, chứ guitar này là 5 dây. Mà lúc em mới học thì em mua cái này. Dạ. Tiếng lỏng bây giờ chơi 6 dây. Dạ, bây giờ chơi 6 dây. Cái hồi xưa thì ta chơi 5 dây thôi. Chỉ có 5 dây thôi. Rồi cây đó bây giờ để cái lon lon mới thăm nó ha. Rồi. Cây đó thì âm nó cũng hay đó. Rồi cuối cùng là chơi đàn sến. Chơi đàn sến thì nó có 2 dây thôi. Đàn sến. Em chơi được từ sớm luôn hả? Dạ, em thì chưa đây. Chưa. Nếu mà sau này tập. Sau này có điều kiện thì em chắc học được kỳ mới được kỳ. Ồ, đúng rồi. Được kỳ thì cái thùng nó bự hơn cái đàn sớm. À, đàn kỳ. Dạ. Đàn kỳ là cái thùng nó tròn đó. Tròn hơn. Ừ. Nó bự hơn. Ừ. Nói chung là nó giống như tấm thớt vậy. Nhưng mà nhẹ hơn tấm thớt. Rồi. Dạ. Anh biết rồi. Ủa mấy cái đàn này là tụi em tự mua hay là cái đàn sến này do sở giả Lê Quang tặng cho em. Còn mấy cái đàn kia, mấy đàn vừa rồi đó. Dạ. Chứ đàn thùng 5 dây thì em tự mua, còn hai cái đàn điện này thì có người tặng. Rồi hai cái đàn thùng này cũng có người tặng luôn. Nhiều khán giả. Hai cái đàn thùng 6 dây á. Hai cái đàn thùng 6 dây này thì có người. Tức như là cơ bản là mình sắm cái đàn cổ 5 dây thôi. Dạ, còn đúng rồi. Lúc cái cổ còn lại là của người thân với lại là khán giả yêu mến tặng mình. Dạ.
chào các bạn, đây chính là cái đàn ọt của em. Cái đàn này thì được khán giả tặng cũng đâu mấy năm gì rồi. Vâng, đây chính là cái đàn guitar của công trường. Và cái đàn này cũng do khán giả yêu mến công trường và Phúc Thọ và khán giả đã tặng. Vâng, và sau đây thì công trường xin đợi cho Thọ sẽ hát một vọng cổ hài Hai Lúa Đi Phú Quốc. Mùa xuân đã tới, dần 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 là gió mát, lúc tôi nhìn đông 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 giờ mong mong giống như là mất mất mong mà giờ trong giờ đồng tôi luôn bị chấm chứa về núi vương cao giờ mong sáng lên được ra đảo qua trong ngõ không thêm ngày thêm không người xa đủ đủ năm nay mừng mừng nói với nghe mà cầu phù hương nhớ người ta như là ở thiên đường tiếng phi cơn tóc trên đường mất nghe thiên là ta bài thở của tôi chừng chừng mở ra thì hai đứa tôi đã ở giữa tình đó chính là dàn âm thanh. Âm thanh này cũng do khán giả tặng luôn. Cái dàn âm thanh này em có thể đi đám tiệc như là đám giỗ, đám sinh nhật. Em có đi đi được một tiệc nào chưa? Dạ, em nói chung là ở sớm thì em cũng có đi mấy cái tiệc như cái nghĩa là bây giờ là dàn âm thanh này mình đã có hoạt động rồi. Rồi có đó, rồi. Khán giả nào mà tặng cho ai em trường hồi thọ có nghe có biết đó là em đã tận dụng được cái dàn loa này cũng như cây đàn đàn ngọt đàn cổ để mà đi hoạt động âm nhạc. Hiện tại bây giờ thì phạm vi cũng tương đối nhỏ nhỏ là ở trong khu phố trong xóm những người quen xung quanh và điều đó rất là tuyệt vời. Trong quá trình mà gặp hai em thì em có khoe là mới vừa ngày hôm qua đây đã nhận được hai cái tờ chứng nhận đó, và mình muốn hai em nói hai cái tờ chứng nhận đó là gì ha. Cái tờ để đâu rồi, chắc nhờ nhà cậu sắp lấy ra dùng quá. Hai tờ chứng nhận rồi.
em giới thiệu đi. Đây chính là hai tờ giấy chứng nhận mà em đã được nhận từ hồi hôm qua. Đây chính là tờ chứng nhận của trung tâm văn hóa đã tặng cho hai em. À, chứng nhận về gì? Chứng nhận của em là về đờn ca tài tử, lớp bồi dưỡng đờn ca tài tử dành cho người truyền dạy rồi đó. À, học ở trong đó. Đây là hai giấy chứng nhận để công nhận hai em đã hoàn thành khóa bồi dưỡng đàn ca đại tử do Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang cấp. Đó, mới vừa ngày hôm qua. Giờ hai em chia sẻ cảm xúc của mình đi về hai tờ chứng nhận này. Dạ, nói chung là cảm xúc của em thì em cũng rất là vui. Vì được các lãnh đạo hay là ban tổ chức tôi đó đã mở ra được cái lớp bồi dưỡng như thế này để cho em được tiếp thu thêm những kiến thức mà em chưa biết. Và vô trong đó thì em cũng học được nhiều lắm, như là sướng âm lồng bản hay là cách hát nọ được đó. Rồi có làm quen được nhiều anh chị không? Dạ, lúc đó thì cũng có làm quen được nhiều cô chú nghệ nhân nghệ nhân ưu tú, rồi mấy chú nói chung là tiền bối được quá nhiều lắm. Quá tuyệt. Rồi hồi nãy thì khi mình ra thì hai em rất là gọi là rất là vui mừng và có khoe với mình là hai tờ chứng nhận này. Thì là đây là cái công nhận nỗ lực của hai em, cũng như những cái lớp này là cái lớp mà hai em được cái cơ hội được gặp những cái người hoạt động trong nhà, cũng như là mình được bước ra ngoài được nhiều hơn, gặp được nhiều người hơn, hòa nhập vào cộng đồng được tốt hơn trong cái hoạt động đi học cũng như là về hoạt động âm nhạc. Đó là hai em cực kỳ vui. Chắc là khán giả nếu mà có nghe thì chắc là cho hai em một tràng pháo tay thật là to. Chắc có lẽ là video của mình cũng khá là dài nha. Chắc là mời hai em đứng ra đây cái để cho mọi người các bạn bây giờ các bạn ơi, bây giờ thì mình cũng rất là muốn biết là cái ước mơ của hai em Trường và Thọ của mình trong tương lai như thế nào. Thì bây giờ hai bạn chia sẻ ha. Rồi bạn nào nói trước đây? Dạ, ước mơ của em là được học để cho thành tài, để sau này mà mở một cái lớp mà để dạy cho những người có hoàn cảnh cũng giống như hai em. Chị đó. Thế là em muốn học thêm về âm nhạc, nhạc cụ, hát để mình mở một cái giống như một cái lớp nhỏ để đào tạo âm nhạc. Mà anh nghĩ là không chỉ là riêng các em mà bị khiếm thị giống mình đâu, mà những cái người mà khác thì vẫn có thể tới lớp của tụi em học, bởi vì các em là những người tài năng thực sự. Đó. Rồi em Trường. Em Trường. Dạ. Em thì nếu mà em thì sau này đó thì ước mơ của em đó, là em được học thêm nhiều loại nhạc cụ để sau này em thành tài, và em cũng giống như em Thọ là sẽ có điều kiện mở lớp để dạy cho những người khiếm khuyết. Nhưng mà em thì em cũng không có nhận tiền đâu, em cứ dạy là miễn phí. Dạ, và dạy cho tất cả mọi người yêu thích âm nhạc, không chỉ người khuyết tật không, mà tất cả những người yêu thích âm nhạc đều có thể học. Nhưng mà em không có tính tiền, em chỉ dạy là miễn phí thôi. Ước muốn của em là em sẽ dạy cho các bạn để cho các bạn biết được nhiều âm nhạc, kiến thức về âm nhạc và có thể đàn được, không chỉ người khiếm thị mà tất cả, giờ để phục vụ cho cộng đồng xã hội được. Hay quá, một ước mơ rất là vô cùng có ý nghĩa và vô cùng xúc động luôn. Chính là hai em muốn mở một cái lớp không thu phí, với âm nhạc không thu phí dành cho tất cả mọi người. Thì chắc có lẽ là qua cái nguyên một chương trình, chúng ta có thấy là cái niềm đam mê âm nhạc của các bạn rất là lớn, và cảm thấy cái âm nhạc ý nghĩa vô cùng. Và các bạn đều công nhận chúng ta là âm nhạc bây giờ có khắp mọi nơi, và khi chơi nhạc cụ thì chúng ta có thể là hòa đồng cùng với nhau, có thể là giải stress và chúng ta hòa đồng kết nối lại với nhau. Thì ước muốn cho các em là thông qua cái lớp âm nhạc thì có thể là phục vụ cộng đồng và kết nối mọi người lại với nhau, một ước mơ cực kỳ là đẹp. Và sẵn đây là chắc là hai em cũng hơi ngại một chút chia sẻ cái ước muốn cũng tương lai gần thôi, không phải tương lai xa, tương lai gần. Có nghĩa là hai em muốn mở một cái kênh YouTube của mình đó,
Nhưng mà vì do là hiện tại bây giờ về cái mạng kỹ thuật á thì hơi các em thì chưa có biết nhiều, cho nên là chắc thời gian tới là em sẽ mở một cái kênh về âm nhạc nói chung đi. Đó, thì các em muốn qua cái kênh này để phục vụ khán giả. Tại vì khi đi ra ngoài thì thời gian cũng hạn chế, mà việc đi lại cũng hạn chế một chút, cho nên là qua cái kênh YouTube thì các em sẽ tiếp xúc được khán giả nhiều hơn, thì được phục vụ cho cộng đồng rộng lớn hơn ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Thì rất mong mọi người trong tương lai sẽ ủng hộ cho hai ca sĩ của chúng ta, hai nhạc sĩ nữa và hai nhạc công nữa. Đó là em Trường và em Thọ, hai anh em sinh đôi đó. Thì rất mong các bạn cùng ủng hộ. Thì một lần nữa thì chúng ta thấy là hai em vượt qua từ khi mới sinh ra đã đối chọi rất là nhiều khó khăn để giành lấy mạng sống và vượt qua những cái khó khăn về mặt hạn chế về thể lực, và tới ngày hôm nay tuy là mới 17 tuổi thôi mà bông hoa bắt đầu đã hé lộ rồi các bạn. Như mình nói, đây là món quà của Thượng Đế, thì đây xin các bạn, khi mà chúng ta hỗ trợ các em coi như là mình chạm tới món quà của Thượng Đế, thì rất mong quý vị khán giả qua cái chương trình này sẽ ủng hộ cho hai em Trường và Thọ trong cái việc hoạt động âm nhạc của giống như là đi chơi âm nhạc trong các sự kiện, rồi là ủng hộ trên kênh YouTube. Rồi nếu mà các anh em có ủng hộ gì thêm thì mình có thể để cái số điện thoại và địa chỉ, thì các bạn trực tiếp liên lạc với em Trường và em Thọ để giúp đỡ cái món quà Thượng Đế này sẽ mở rộng hơn nữa, cái bông hoa này sẽ nở và đẹp và tỏa hương ngát thơm hơn nữa. Thì bây giờ trong kênh của anh á, là anh hay sử dụng là enjoy your time để cuối chương trình, thấy không? Enjoy your time tức là mình phải lúc nào cũng vui vẻ thời gian của mình, mặc dù là cuộc sống của mình có khó khăn tới đâu đi chăng nữa, mình lúc nào cũng cảm thấy thời gian là vô cùng quý giá và mình enjoy nó, và mình mong mọi người khán giả cũng enjoy thời gian của họ. Enjoy là mình thưởng thức, do là của bạn time và thời gian ha. Bây giờ hai em cùng với anh sẽ nói là enjoy your time, đâu nói thử đây. Enjoy your time. À bây giờ mình cùng nói nha, mình 2-3 là cùng nói nha. Và giơ tay lên nè. Nè, đã giơ tay phải lên nha. Rồi mình đưa ra giống như chào vậy đó. Được chưa? Được chưa? 2-3 là enjoy your time nha. 2-3. Enjoy your time.